Do tích cực đổi mới về nội dung, hình thức và phương pháp hoạt động, nên nhiệm kỳ qua, Công đoàn Quân khu 1 đã phát huy tốt vai trò, vị trí, chức năng trong việc tập hợp, giáo dục đội ngũ cán bộ, đoàn viên công đoàn, người lao động, góp phần động viên, khơi dậy lòng nhiệt tình, say mê sáng tạo, ý chí tự lực tự cường, hăng hái thi đua, lao động sản xuất và tích cực học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, nâng cao tay nghề của đoàn viên công đoàn, công nhân viên chức, người lao động trong Công đoàn Quân khu. Về dự đại hội lần này thì chúng tôi cũng tiếp thu được cái tinh thần của đại hội. Từ đó thì để tới là về đến đơn vị, chúng tôi sẽ lan tỏa cái tinh thần đó để cho đoàn viên công đoàn thấy được rõ cái trách nhiệm và quyền lợi. Từ đó thì thực hiện tốt cái chức năng và nhiệm vụ của người đoàn viên công đoàn trong cái hoạt động sản xuất. Đại hội đã đánh giá khách quan, toàn diện những kết quả đạt được cũng như những hạn chế, khuyết điểm, rút ra bài học kinh nghiệm qua 5 năm thực hiện phong trào công nhân và hoạt động công đoàn. Từ đó quyết định phương hướng, mục tiêu, khâu đột phá và nhiệm vụ hoạt động công đoàn trong 5 năm tới. Đồng thời tham gia đóng góp ý kiến vào báo cáo của Cục Chính trị tại Đại hội đại biểu Công đoàn Quân khu lần thứ 9. Dự thảo báo cáo chính trị của Tổng cục Chính trị trình Đại hội đại biểu Công đoàn Quân đội lần thứ 10. Tham gia đóng góp sửa đổi điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa 12. Bầu 5 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết tham gia đoàn đại biểu dự đại hội đại biểu Công đoàn Quân đội lần thứ 10. Được sự tín nhiệm của đại hội bầu chúng tôi vào đoàn đại biểu đi dự đại hội đại biểu Công đoàn Quân đội lần thứ 10. Chúng tôi sẽ mang hết tinh thần trách nhiệm thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ của đại biểu, tích cực tham gia đóng góp ý kiến để thể hiện ý chí, nguyện vọng của cán bộ đoàn viên Công đoàn Quân khu, đồng thời cũng đã tiếp thu đầy đủ sâu sắc chương trình hành động của đại hội để cụ thể hóa triển khai thực hiện có hiệu quả trong đoàn viên công đoàn của quân khu trong những năm tiếp theo. Với khẩu hiệu hành động, đoàn kết, dân chủ, sáng tạo, đổi mới, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ thời kỳ mới, Đại hội đại biểu Công đoàn Quân khu 1 lần thứ 9 đã đề ra 2 khâu đột phá, 5 nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu trong giai đoạn 2023-2028. Trong đó tập trung bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ, đoàn viên công đoàn quân khu theo chuẩn mực Bộ đội Cụ Hồ thời kỳ mới. Không ngừng đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao tinh thần trách nhiệm, khát vọng cống hiến vươn lên của cán bộ, đoàn viên công đoàn, luôn có bản lĩnh chính trị vững vàng, có kiến thức toàn diện, trình độ chuyên môn cao, tay nghề giỏi, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Tiếp tục đổi mới nội dung hình thức hoạt động của tổ chức công đoàn để tập hợp tuyên truyền, giáo dục, động viên cán bộ đoàn viên công đoàn, hướng các hoạt động công đoàn vào thực hiện nhiệm vụ chính trị, xây dựng được nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo, coi trọng bồi dưỡng xây dựng các nhân tố điển hình tiên tiến, gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, quan tâm chăm lo đời sống vật chất tinh thần của đoàn viên công đoàn và người lao động, nhất là những đồng chí có hoàn cảnh khó khăn, không ngừng cải thiện điều kiện lao động, sinh hoạt, học tập để đoàn viên công đoàn, người lao động gắn bó, yên tâm xây dựng đơn vị, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Trong 5 năm tới, Công đoàn Quân khu cần dân chủ, trí tuệ, đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, có chất lượng, nhất là đề xuất những giải pháp mang tính đột phá để thực hiện hiệu quả hơn nữa phong trào công nhân và hoạt động công đoàn. Trong đó, hoạt động công đoàn sẽ phải thực sự đổi mới, sáng tạo hơn nữa, bám sát hoạt động của công nhân, người lao động, phù hợp với đặc điểm môi trường công tác, nhằm thực hiện tốt mọi nhiệm vụ chính trị mà nghị quyết đại hội đã đề ra.